Dạ, lời nói đầu tiên, mình xin gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn xem xa gần kính mến. Chúc cả nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt nha cả nhà. Hôm nay thì mình chia sẻ đến cả nhà loại bưởi nha cả nhà. Giống bưởi ruột hồng này, là giống bưởi mình đang trồng, là giống bưởi ruột hồng, trái cũng to lắm nha cả nhà. Mình cũng hơi ẩu, mình không có trùm bằng túi xốp nên mình chỉ bọc bằng bọc ni lông thôi nha cả nhà. Cái giống này là cái ruột màu hồng, cái vỏ thì nó rất mỏng nha cả nhà, mà ăn thì cái vị nó ngọt và nó hơi chua nhẹ, nó rất là ngon nha cả nhà. Mình trồng cũng khoảng 5 năm rồi, trái nó cũng thu hoạch cũng ổn định nha cả nhà. Mình chỉ chùm như vậy thôi nhưng mà cũng ít có sâu, là cũng kháng sâu, giống này kháng sâu nha cả nhà. Trái thì cũng nhiều ra cả nhà, mình thấy nó cũng tốt. Bưởi ruột hồng đó mình chia sẻ lên cả nhà xem để mình biết loại giống. Ở đây là giống hạnh nha cả nhà, hạnh này là cái loại lá gí, cho trái cũng nhiều đó nha cả nhà, nước nhiều, vỏ mỏng, trái cũng sum suê. Loại hạnh lá gí, trái cũng lớn, trái vỏ mỏng và nước nhiều. Cả nhà xem thì cho mình xin một like nha cả nhà. Mình chỉ chia sẻ đến các bạn xem để mình biết giống để mình trồng nha các bạn. Mình cũng không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn, thì mình chia sẻ đến đây chắc mình xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Mình xin gửi lời chúc đến cả nhà, chúc cả nhà luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và luôn gặt hái thành công nha. Rồi mình xin hẹn lại video mới mình nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào clip mới của mình nha. Rồi.